Xin kính chào bà con và các bạn, rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, cập nhật những thông tin đáng chú ý trong canh tác nông nghiệp để bà con nắm bắt kịp thời các thông tin mới trong canh tác và chăn nuôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 15 mỗi tối và phát lại vào lúc 11 giờ 15 phút trưa hôm sau. Quý vị cũng có thể theo dõi lại trên các trang thông tin điện tử lâm đồng tv.vn hay trên trang fanpage chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đáng chú ý của chương trình hôm nay. Từ hiệu quả thực tế, Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng triển khai nhân rộng mô hình nấm linh chi đỏ. Đơn vị thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lạnh trên bản đồ quốc tế. Giá cả thị trường tuần qua, tiêu và cà phê giữ mức ổn định. Tìm hiểu mô hình chăn nuôi xanh giảm khí thải tại các trang trại ở Uruguay. Nhà nông cần biết một số biện pháp quản lý tuyến trùng trên cà rốt. Thưa quý vị, nấm linh chi đỏ là loại dược liệu quý đã được trồng thành công ở Lâm Đồng cho chất lượng vượt trội. Nhiều nhà nông đã thành công với mô hình trồng nấm linh chi đỏ cung cấp thành phẩm ra thị trường. Nhằm nhân rộng diện tích và nâng cao năng suất chất lượng nấm linh chi đỏ, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai mô hình trồng nấm linh chi đỏ áp dụng công nghệ Internet vạn vật IoT. Theo đó, mô hình được triển khai tại huyện Lạc Dương với quy mô 72m2 trên một nhà nấm. Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ bàn giao các vật tư thực hiện mô hình, lắp đặt hệ thống điều khiển bằng Internet như hệ thống tưới tự động, thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm trong nhà nấm, giống nấm linh chi đỏ Đà Lạt cho nông hộ tham gia mô hình. Bên cạnh đó, trung tâm còn hướng dẫn nông dân kỹ thuật nuôi trồng nấm. Nhờ áp dụng công nghệ tự động, sau 4 tháng chăm sóc, mô hình đã cho chất lượng nấm cao, sản phẩm đẹp, tai nấm đều, trọng lượng nấm đạt từ 12 đến 15 g trên một tai nấm. Năng suất nấm tươi đạt 750 kg trên một nhà nấm. So với mô hình trồng nấm linh chi đỏ thông thường, mô hình trồng nấm linh chi đỏ áp dụng công nghệ IoT, mặc dù chi phí đầu tư cao hơn 4,5 lần tuy nhiên năng suất lại tăng 8%. Do đó, lợi nhuận hàng tháng tăng 22%, tương đương với gần 900.000 đồng một tháng so với trồng nấm linh chi ngoài mô hình. Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến Nông Lâm Đồng cũng đã tổ chức giới thiệu mô hình cho các nông hộ tham quan học hỏi nhân rộng mô hình. Quý vị và các bạn thân mến, chiến lược trọng tâm tiếp tục nỗ lực xây dựng thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất Lạnh trong giai đoạn 2021-2025 trở thành thương hiệu mang tầm vóc quốc tế đồng thời gia tăng giá trị thương mại vượt trội cho các sản phẩm và định vị chất lượng quốc tế. Trong giai đoạn 2017-2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như bảo hộ thành công thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ dự từ đất lành và đã trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam với 4 nhóm sản phẩm là rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. Giai đoạn tiếp theo 2021-2025, Lâm Đồng cũng tiếp tục nỗ lực đưa thương hiệu này tập trung để mạnh truyền thông quảng bá trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và các sự kiện kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường xuất tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, lan tỏa các giá trị mà thương hiệu mang lại. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa xây dựng kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành giai đoạn 2021-2025 đối với 4 nhóm sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trở thành thương hiệu mạnh tại Việt Nam, bảo hộ và tập trung quảng bá, phát triển thương hiệu ra nước ngoài, du lịch canh nông trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 8,1 tỷ đồng, trong đó 6,7 tỷ đồng tổ chức truyền thông quảng bá thương hiệu và hơn 1,4 tỷ đồng kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu, đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài. Đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh rau, hoa, cà phê arabica và du lịch canh nông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, đường Dương Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà. Riêng du lịch canh nông phạm vi thực hiện trên toàn tỉnh. Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cũng được xác định rõ, cụ thể là tổ chức truyền thông, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm mang thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, chú trọng công tác quản lý thương hiệu, nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm. Cũng là một mô hình được Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai tại vùng trồng khoai tây Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, nơi có diện tích, sản lượng và chất lượng khoai tây được đánh giá cao tại Lâm Đồng. Nhằm tổ chức theo chuỗi giá trị và sản phẩm khoai tây đáp ứng nhu cầu là nguyên liệu chế biến và tiêu dùng. Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tại Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Khoai tây Rau và Hoa đã triển khai mô hình sản xuất khoai tây năng suất chất lượng cao, liên kết với các nhà máy chế biến tiêu thụ. Theo đó, mô hình trên đã triển khai tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, có quy mô 5 hecta với sự tham gia của 50 nông hộ. Qua thời gian xuống giống cho thấy, cây khoai tây sinh trưởng và phát triển tốt, không thấy hiện tượng sâu bệnh hại cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn nông hộ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. Sau khoảng 95 ngày chăm sóc, giống khoai tây BO3 đạt năng suất hơn 26 tấn một hecta, cao hơn 7 tấn một hecta so với mục tiêu của dự án và năng suất tại các ruộng khoai tây ngoài mô hình. Sản lượng khoai tây của mô hình đã được các đơn vị là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc và công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Cao Nguyên trực tiếp thu mua và chế biến với giá niêm yết là 9.000 đồng một ký. Sau thành công của mô hình khoai tây chất lượng cao gắn với nhà máy tiêu thụ sẽ được tập huấn cho hơn 100 nông dân khác và tiếp tục phát triển mở rộng trong thời gian tới. Thông tin về giá tiêu và cà phê trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hẳn sẽ khiến bà con quan tâm khi mà trong tuần qua giá tiêu vẫn giữ ở mức ổn định, còn giá cà phê thì tăng nhẹ khoảng 300 đồng một ký. Vâng, sau một thời gian dài trượt giá, hy vọng giá tiêu sẽ giữ mức cao như hiện nay để bà con tiếp tục đầu tư cho loại cây trùm này. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu được thu mua với mức 74.000 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 73.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 72.000 đồng một ký. Còn tại Bình Phước, giá tiêu được thu mua với mức 74.500 đồng một ký. Theo Cục Xuất Nhập Khẩu, giá hồ tiêu tại thị trường trong nước tăng rất mạnh thời gian qua do nhu cầu mua của doanh nghiệp tăng cao và một số nhà đầu tư cũng như các kho chuẩn bị tích trữ cho vụ mùa mới. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Giá cà phê được thu mua với mức 31.600 đồng một ký. Tại huyện Cư Mông Ga Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 32.500 đồng một ký. Tương tự, tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 32.500 đồng một ký. Tại Gia Nghĩa là 32.400 đồng một ký ở Đắk Nông. Như vậy, giá cà phê tăng trung bình từ 3 đến 400 đồng một ký. Ngược lại với giá tiêu của các tỉnh Tây Nguyên đang ổn định thì tỏi ở Cánh Hòa lại đang rơi vào cảnh được mùa nhưng mất giá. Vâng, câu chuyện được mùa mất giá muôn thuở lại lặp lại ở Khánh Hòa khi mà hàng trăm hộ nông dân trồng tỏi trên địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã thu hoạch hàng nghìn tấn tỏi tươi nhưng gần như không có đơn vị tới thu mua. Vì tỏi không có người mua nên anh Ngô Văn Quang ở thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa mỗi ngày đều phải đem phơi, đảo tỏi đủ 25 nắng rồi đóng bao bảo quản tại nhà hiện tại anh Quang còn 5 tấn tỏi, chưa có người hỏi mua. Nhiều hộ dân hy vọng cuối mùa tỏi càng già, giá bán sẽ cao. Tuy nhiên tỏi đã thu hoạch cũng không có thương lái đến hỏi mua, giá cả thì cũng sụt giảm. Toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 450 ha diện tích trồng tỏi, sản lượng đạt hàng ngàn tấn tươi phục vụ thị trường trong nước. Tỏi là cây gia vị phụ thuộc vào ngành hàng thực phẩm chế biến. Do đó, khi các ngành hàng này bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thì cây tỏi hay các loại cây gia vị khác cũng bị ảnh hưởng theo hiện tại lượng tỏi tiêu thụ rất chậm và giá thu mua cũng chỉ dao động từ 14 đến 20 000 đồng một ký, chỉ bằng hơn một nửa giá bán trong niên vụ trước. Những năm trước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa đã triển khai thực hiện mô hình chuỗi cung cấp tỏi an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp cho các hợp tác xã, tổ hợp tác tại một số xã, song vẫn chưa thành công. Do đó, việc nuôi trồng và tiêu thụ tỏi cũng như nhiều loại nông sản khác vẫn còn bất bền. Có lẽ đã đến lúc người nông dân cần thay đổi tư duy trong canh tác, hướng tới việc gáp hữu cơ và tham gia vào các hợp tác xã để tìm đầu ra ổn định hơn như câu chuyện về những trang trại chăn nuôi tại Uruguay ngay sau đây. Các trang trại chăn bò ở Uruguay đang đứng trước quá trình chuyển đổi, giảm bớt lượng CO2 thải ra môi trường từ cách chăn thả cho gia súc ăn và cả khi chăn nuôi lấy giống. Nếu tính theo đầu người, tỷ lệ nuôi bò tại các trang trại trên toàn Uruguay lên tới 4 con bò một người. Là một quốc gia mê thịt bò, nhưng Uruguay cũng ý thức được ngành chăn nuôi gia súc là nguồn gây khí thải nhà kính lớn và các trang trại chăn nuôi bò tại Uruguay đang tham gia dự án chăn nuôi xanh do Liên hợp quốc phát động, qua đó giảm khí thải CO2 từ các trang trại chăn nuôi này. Nằm trong chương trình này có các biện pháp đồng bộ hóa việc mang thai của bò trong cùng đàn và giảm diện tích đất chăn nuôi, không phá rừng lấy đất chăn nuôi như cách làm truyền thống tại Brazil. Tham gia chương trình thử nghiệm này có 62 trang trại trên toàn Uruguay Ước tính mỗi năm, Uruguay xuất khẩu khoảng 330 tấn thịt bò, thu về 1,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 83,4% doanh thu của ngành xuất khẩu thịt toàn quốc. Một nhà nông cần biết kỳ này sẽ dành thời lượng chuyển đến quý vị một thông tin mà chắc rằng nhiều nhà nông trong các loại củ như là cà rốt, khoai tây sẽ rất quan tâm. Vận đăng chính vụ của cà rốt, khoai tây và tình trạng chẻ củ, sưng củ do tuyến trùng sẽ khiến bà con hết sức lo ngại. Làm thế nào để quản lý tuyến trùng hiệu quả? Mời bà con theo dõi ngay sau đây. Từ nhiều năm 2010-2012, hiện tượng cà rốt bị biến dạng đã khiến rất nhiều nông dân trồng cà rốt điều đứng. Thời điểm ấy, lúc thu hoạch có đến 40% sản lượng củ bị biến dạng với nhiều hình thù như hình củ chĩa có nhiều nhánh, phụ chẻ đôi, chẻ ba. Hình củ mọc lông dài thành từng chùm, xếp thành từng hàng. Hình củ sân sùi, u sưng với nhiều kích thước khác nhau và màu sắc đỏ, trắng nhạt. Hình củ nứt kéo dài từ phần tiếp giáp với gốc cây đến phần chót của củ, hay củ đeo các chùm hạt trên rễ, đường kính từ 0,5 đến 1,5 mm. Và nguyên nhân được xác định là do tuyến trùng gây hại. Sau khi biết được nguyên nhân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã có nhiều biện pháp giúp người nông dân canh tác cà rốt chủ động hơn trong việc phòng trừ loại dịch hại này. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những hiện tượng gây hại mạnh và ảnh hưởng lớn đến năng suất vụ mùa của bà con nông dân nếu không được kịp thời xử lý. Nó nắng nhất là sợ mỗi là bị tuyến trùng, cây cà rốt nó bị tuyến trùng và bị thối thân. Là hai cái là bà con là ghê 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 sợ nhất luôn đấy với cà rốt, công đoạn làm vệ sinh thửa đất trước khi trồng vụ cà rốt mới thường không đảm bảo sạch mầm bệnh cũ, đã tạo môi trường mới cho các loại tuyến trùng tái sinh, lây lan phát triển. Tuyến trùng sẽ làm giảm năng suất, giảm hiệu quả sản xuất, tăng chi phí sản xuất, đồng thời giảm chất lượng, vị ngon, màu sắc và rút ngắn thời gian lưu trữ. Đối với là tuyến trùng gây hại như vậy thì hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con cái giải pháp để quản lý tuyến trùng trên cà rốt thì đầu tiên bà con cần là luân phiên cây trồng và sử dụng các biện pháp cơ giới như là cày ải, phơi đất và xử sự, sự lý vôi, sử dụng vôi để là diệt các mầm bệnh và tuyến trùng. À, bên cạnh đó, bà con cần phải kết hợp xử lý bằng thuốc khoa học cách để mà xử lý tuyến trùng hiệu quả nhất là xử lý lần một là ở giai đoạn là 5 đến 7 ngày sau trồng và xử lý lần hai là giai đoạn 25 ngày đến 30 ngày sau trồng. À, liều lượng cụ thể đối với sản phẩm uh, mà thì bà con sử dụng là 200 ml nước, à, 200 ml thuốc Sonvigo đến 300 ml uh, thuốc Sonvigo trên 1 phi 200 lít nước tưới cho 1.000 mét vuông là một sào. Quản lý tốt dịch bệnh, khống chế tuyến trùng phát sinh gây hại sẽ giảm thiểu thiệt hại đáng kể cho bà con nông dân. Hiện tại giá cà rốt đang khá ổn định từ 9 đến 10.000 đồng một ký. Với giá bán này, nếu bà con đầu tư hợp lý sẽ mang về một khoản lợi nhuận không nhỏ cho gia đình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và bà con muốn đóng góp ý kiến và chia sẻ thông tin với chương trình, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV a.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Kiều Anh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau.